Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với talk show của Ru và Steve. Mình là Steve đây. Trong cái video ngắn ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người một số cái phương pháp để xây dựng một cái portfolio đầu tư cho cái mùa mới. Mình thấy đa phần mọi người khi mà đầu tư thì khá là cảm tính, thường là đầu tư theo kiểu là giới thiệu hoặc là xem một cái video nào đấy hấp dẫn ở trên mạng và sau đó là đầu tư theo họ. Đấy. Tuy nhiên rằng mình nghĩ ra để mà chúng ta có được một cái kết quả đầu tư xứng đáng cho cái mùa tới thì mọi người nên chúng ta nên dành thời gian, thứ này là cái thứ mà mọi người lười nhất, là dành thời gian để lên kế hoạch. Mà cụ thể trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ mọi người một cái gọi đó là một cái file Excel đi. Đó, trong cái file Excel này thì nó khá là đơn giản thôi, mọi người có thể bổ sung thêm các cái phần mà mọi người thấy rằng quan trọng vào thêm đây, nhưng mà mình nghĩ rằng là một cái file Excel thì nó phải có những cái mục như này. Ví dụ bây giờ chúng ta lên một kế hoạch, đúng không ạ? Có một cái khoản vốn khoảng độ 100.000 đô đầu tư cho cái mùa mới. Đầu tư cho mùa mới thì bây giờ chúng ta ít nhất với những dự án chúng ta đầu tư thì chúng ta phải lên được một cái file Excel tương tự như thế này, mà tốt nhất là nên chi tiết hơn. Và ở trong đó thì mình thấy là có những cái thứ mà phải đánh giá. Ví dụ như là những cái tên như là mã coin này, cái mảng hoạt động của coin đấy là một, layer 2, hay là các cái mảng trending khác này, ecosystem này, size này. Thì quan trọng là chúng ta cần có mấy cái vùng mà chúng ta đặt ra. Một là cái lý do đầu tư. Đó. Khi mà chúng ta tìm hiểu về một cái dự án thì rõ ràng mọi người phải có một cái nguyên nhân. Khi mà chúng ta đầu tư vào nó thì lý do mà chúng ta đầu tư vào nó là gì? Rủi ro có thể gặp phải khi đầu tư vào dự án là gì? Và kỳ vọng khi mà chúng ta đầu tư vào dự án đó là kỳ vọng như thế nào. Cụ thể ở đây chúng ta đưa kỳ vọng theo con số đi để cho nó dễ tính. Ví dụ như là đầu tư với cái vùng giá là bao nhiêu và kỳ vọng sẽ x bao nhiêu từ cái vùng giá đó. Đương nhiên tất cả những cái này tí nữa mình sẽ chia sẻ mọi người là cái những cái logic để chúng ta đưa ra những cái kỳ vọng nó hợp lý. Thời gian đầu tư là bao nhiêu, ví dụ như là chúng ta đầu tư cho cái mùa này thôi chẳng hạn. Bây giờ là cuối năm 2023 thì đầu tư cho mùa này thì đơn giản lắm mọi người, để đến tầm tháng 12 năm 2025 mọi người chốt lời. Đấy là nếu mà nó vẫn chạy chu kỳ theo các cái chu kỳ trước thì chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian 2 năm phát triển, sắp tới là 2024 và 2025 là hai cái năm mà thị trường nó sẽ gọi là tăng trưởng 2 năm trong thị trường bò mới đó. Thì thời gian có thể chỉ 2 năm cộng thôi. Đó, vùng giá mua và phân bổ vốn thì đầu tiên là mọi người phải có một cái góc nhìn toàn cảnh thị trường. Đó, xem là thị trường này đang gồm những cái đồng coin như thế nào và những cái xu hướng có những cái xu hướng mà năm nay có mà năm trước chưa có chẳng hạn. Đấy, hoặc là mọi người có một góc nhìn xem là thị trường đang gồm những cái xu hướng coin nào, ví dụ AI này, token hóa tài sản này, GameFi này, sàn phi tập trung này, NFT này, hay là layer 2 chẳng hạn. Thì ở đây mình chia sẻ mọi người cách để mọi người tìm các cái danh mục đó ấy. Thì mọi người vào, mình thấy rằng là trên CoinGecko họ đưa dễ hiểu và chi tiết hơn trên CoinMarketCap. Thì ở đây mình chia sẻ là trên CoinGecko. Thì khi mọi người vào CoinGecko.com ấy, thì ngay cái phần catalog này, category này, đó. Trong phần category này là họ đã chia cho mọi người tất cả những cái gọi là trendy. Những cái trendy họ gộp thành từng nhóm một để mọi người có thể dễ theo dõi rồi. Đó, trendy ví dụ như là DeFi này, hoặc là token của sàn tập trung, token của sàn phi tập trung này, liquid staking token này, meme token này, ETH 2.0 staking này, những cái coin gọi là dòng dòng họ chó này. Từ cái thời mà meme coin đầu tiên của Dogecoin đấy nó vẫn còn ở đây. Đó, Binance Launchpad này cũng có ở đây này. Đó. Elon Musk Inspire Coin này. Đó. Layer 2 này. Đó. Thì ở trên cái category của CoinGecko nó khá là đầy đủ và mọi người có thể dựa trên cái này. Dựa trên cái này để mà chúng ta xem, đúng không ạ? Chúng ta xem để chúng ta có thể lựa chọn ra những cái khu vực, những cái mảng thị trường mà mọi người muốn đầu tư vào.
những cái mảng thị trường mọi người muốn đầu tư vào và có thể tìm ra những cái mảng mới ở trong này. Ví dụ như là một trong những cái mảng mới khá là hay ho của cái mùa này ở đây là cái mảng Telegram app. À, ví dụ có những cái con nổi bật như là Unibot chẳng hạn. À, nó là cái bot giao dịch ở trên các sàn phi tập trung, nhưng mà executive thì ở trên Telegram, nó là đồng thời nó là một con bot ở trên Telegram luôn. À, mọi người có thể vào lệnh thông qua Telegram được. Thì đó là một trong những cái mới. Một trong những cái mới mà mùa này mình thấy nó khá là mạnh mẽ. Ngoài ra thì một cái trend mới nữa chính là cái trend token hóa tài sản chẳng hạn. Đó. Real world asset, token hóa tài sản thì nó cũng làm cái trend và nó cũng có ở trong cái danh mục ở trên đây. Thì mọi người có thể quan sát, đúng không ạ? Quan sát xem là mình thích những cái trend nào và những cái trend nào mà mình đã từng nghe đến thì có thể là tìm hiểu sâu hơn, kỹ hơn một tí. Và trong đó thì mình nghĩ rằng là mọi người nên chọn ra. Ví dụ ở đây mình chọn ra những cái trend mà mình sẽ là tập trung quan tâm. Nó có rất nhiều trend, trend lớn, trend nhỏ, nhưng mà mình sẽ tập trung vào những cái trend này. Và thường những cái trend mà mình tập trung thì thường là những cái xu hướng lớn của thị trường. Ví dụ như là xu hướng như kiểu layer 2 này, xu hướng NFT này, GK này, gaming này, AI này, token hóa tài sản này, sàn phi tập trung này, hay là liquidity staking này. Đó, thì đây là những cái mảng mà mình sẽ tập trung vào để mình tìm những cái coin để đầu tư ở trong những cái mảng này. Đó, thì tìm ở đâu thì mọi người cũng cũng nhìn vào đây thôi. Ví dụ như là liquidity staking token này. À, chúng ta có thể bấm vào đây là chúng ta nhìn thấy luôn này. Đó. Đây là những cái mảng, những cái sàn, những cái coin liquidity staking token, hay là mọi người có thể vào đây meme chẳng hạn. Meme, mình nghĩ rằng meme không mùa nào chúng ta nên bỏ qua meme cả. À, mùa nào nó cũng sẽ là một thế lực ở trên thị trường. Vì vậy mọi người nghiên cứu, đúng không? Nghiên cứu meme coin. Đó. Thì ở đây có danh sách. Chúng ta có thể xem được là tất cả những cái đồng meme coin ở trên thị trường hiện tại. Và mọi người có thể tìm hiểu thêm về cộng đồng của nó để đưa vào danh mục đầu tư của mình. Đấy, thì đấy là cái cách mà mọi người không bị short trend. Hay là cách mà không bị short trend, quét được hết thị trường. Đấy, vào phần category của CoinGecko hoặc là CoinMarketCap thì cũng có cái phần danh mục họ cũng chia ra. Đó, ví dụ như vào cryptocurrency này, đấy, họ cũng có phần category này. Đó, thì mọi người vào đây thì mọi người cũng cũng xem được các cái vùng, các cái trend mà bên CoinMarketCap họ chia. Đó. Đúng không ạ? Rất nhiều này. Ví dụ như là cái trend về Oracle chẳng hạn, là cái trend mà mình nghĩ rằng là nó sẽ là cái bổ trợ cho cái trend token hóa tài sản. Bởi vì sao? Khi mà chúng ta token hóa tài sản ở ở bên ngoài cho lên blockchain thì bắt buộc cần có những cái cầu nối. Có những cầu nối để mà xác thực dữ liệu, đúng không? Xác thực dữ liệu từ bên ngoài cho lên blockchain, thì đấy chính là cái nhiệm vụ của cái dòng coin Oracle mà đứng đầu bây giờ là trên Link. Đứng đầu là Link. Thì đây cũng là một cái mảng mà chúng ta nên quan tâm nếu mà chúng ta quan tâm đến cái xu hướng token hóa tài sản. Đó. Thì đấy là cái cách, đúng không? Mình chia sẻ mọi người cái cách để mà chúng ta quét được hết các cái phân vùng, các cái sector này. Đó. Thì khi mọi người quét hết các cái phân vùng, các cái sector ở trên CoinMarketCap hay là trên CoinGecko ấy, thì mọi người mới chọn ra cho mình những cái phân vùng mọi người sẽ tập trung đầu tư mà mọi người cho rằng nó là tiềm năng cho năm nay chẳng hạn. Đó, thì mọi người tìm, sau đó mọi người bắt đầu đưa danh mục các coin ở đây. Đúng không? Đưa danh mục các coin ở đây và mọi người điền hết vào những cái vùng, những cái lý do đầu tư. Thì cái này mọi người không cần ghi quá chi tiết nhé. Nó là những cái ấn tượng đầu tiên của mọi người với cả cái đồng coin mà mọi người đưa vào cái danh mục đầu tư của mình. Mình nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với cả không có khi mà chúng ta đầu tư theo cảm tính. Khi mà mọi người có một cái bảng ví dụ như thế này, một cái bảng danh mục đầu tư gồm khoảng độ 10 đến 15 coin, 10 15 coin ở các mảng phân vùng khác nhau và có phân bổ vốn khác nhau, thì ở trong cái vùng phân bổ vốn này thì mình cũng đã nói nhiều rồi. Chúng ta nên
để một cái phần lớn đúng không ạ, vốn ở trong những cái đồng coin mà chắc chắn đứng đầu thị trường. Ví dụ chúng ta hoàn toàn chia theo kiểu là gì ạ, 30 đúng không ạ, 30 này, 30% nằm ở trong coin top, 30% nữa thì nằm ở trong các cái coin ở trong những cái chain lớn của thị trường, những cái chain lớn của thị trường. 20%, 20% nằm ở trong những cái mới, và 20% cuối cùng chưa đầu tư vội. Bởi vì cái đoạn này mình chia sẻ mọi người này là những cái coin mà tăng trưởng tốt trong một mùa mới ấy, thường nó sẽ xuất hiện vào 2 cái năm sắp tới, thường là sẽ xuất hiện vào 2 năm sắp tới, và cụ thể ở năm 2024 sẽ xuất hiện rất nhiều coin mà sẽ là những cái coin mà gọi là đình đám trong cái mùa tới. Vì vậy nên chúng ta khi mà phân bổ vốn nên luôn luôn để lại một phần vốn, ví dụ như theo mình là tầm 20% vốn chúng ta chưa nên xuống tiền vội tại thời điểm hiện tại. Tuy tại hiện tại là chúng ta thấy rất nhiều coin đúng không ạ, rất nhiều coin, rất nhiều altcoin có những cái vùng mua cực kỳ đẹp, rất nhiều altcoin có những cái vùng mua cực kỳ đẹp, nhưng nó hầu hết đều là những altcoin cũ của một mùa trước, hoặc là nó vừa mới xuất hiện ở trong downtrend vừa rồi đó. Nhưng mà sẽ có một cái gọi là lượng coin ngôi sao mới sẽ xuất hiện ở trong năm 2024, và nó sẽ pump rất mạnh vào cuối năm 2024 và năm 2025. Vì vậy nên mọi người nên để lại một cái vùng là 20%. Đó, mình nhắc lại, để lại vùng 20%. 20% nhé. Đó, 20% này. 20% này. Cho coin của năm 2024. Đó, 20% cho coin của năm 2024, nhớ mọi người nhé. 20% của 2024 coin. Đó. Cái này là một lưu ý quan trọng. Bởi vì nhiều khi là chúng ta đầu tư đúng thời điểm. Ví dụ thời điểm này là thời điểm rất là tốt để mọi người có thể đi chợ, đi shopping những cái đồng mà coin mà có gọi là gì ạ, có giá trị nội tại tốt để chúng ta chuẩn bị cho kỳ uptrend mới. Nhưng mà chúng ta không được quên rằng sẽ có những cái coin mới tinh nó xuất hiện vào năm 2024. Nó sẽ là những nhân tố gọi là ngôi sao mới cho cái mùa mới. Vì vậy nên mọi người nên để lại 20% để chuẩn bị cho những cái trend mới đó, để đến lúc mà nó có những cái thứ hot đưa ra mà chúng ta không có tiền, rất là phí đúng không ạ? 20% cho 2024 coin. Phân bổ vốn thì là 332 chẳng hạn, 332 chẳng hạn. 30% cho coin chắc ăn, những cái coin layer 1 mà đã khẳng định rồi, ví dụ Ethereum hay Bitcoin. 30% nữa cho những cái coin đứng đầu ở trong những cái mảng mà chain mà chúng ta vừa mới chọn ra, ví dụ như là AI đứng đầu là gì, Oracle đứng đầu là gì chẳng hạn. Ví dụ Oracle đầu tư vào Link một phần ở trong cái phần 30% đó. Còn 20% nữa là cho những cái trend và mạo hiểm hơn một chút. Đấy, chúng ta có cái đội hình 332 là chúng ta đã đầu tư được 80% rồi. 20% chúng ta sẽ đợi cho năm 2024. Đó. Thì đấy là những cái thứ gọi là rất là đơn giản mình chia sẻ mọi người thôi. Để chúng ta nên có một cái bảng bảng danh mục coin như thế này. Đưa ra những cái lý do mà chúng ta đầu tư vào coin đấy, những rủi ro mà chúng ta có thể gặp phải, vùng giá mua kỳ vọng của mình khi mà đầu tư vào coin đấy là gì. Đó. Thì bây giờ mình nói kỹ hơn một tí cái phần kỳ vọng. Đó, phần kỳ vọng. Trong cái video trước khi mà mình livestream cùng Rui thì mình cũng đã chia sẻ mọi người về cái phần mà đánh giá kỳ vọng rồi. Đó, thì nó như thế này. Khi mà chúng ta đầu tư vào một cái đồng coin á thì chúng ta nhìn vào cái vốn hóa này. Nhìn vào vốn hóa này là một cái cách đơn giản nhất để chúng ta có thể đưa ra kỳ vọng của mình cho cái đồng coin đó. Ví dụ mọi người đầu tư một cái đồng coin ở trong cái mảng Oracle, thì ở trong mảng Oracle đồng nào đứng đứng top chính là đồng Linh đúng không ạ? Đồng Linh thì chúng ta xem lại ở trong quá khứ của nó, chúng ta hoàn toàn có thể ngó lại quá khứ của đồng Linh xem là cái đồng Linh đã từng lên được cái vốn hóa cao nhất là bao nhiêu. Đó, ví dụ ở đây market cap này, đồng Linh này, ôn này, thì vốn hóa cao nhất của cái đồng Linh mà nó đã từng lên được là, ở đây mọi người nhìn, nó chỉ khoảng độ 22 tỷ đô.
đúng không? 22 tỷ đô. Vậy là cái vốn hóa cao nhất của Linh đã từng đạt được ở trong quá khứ là 2 tỷ đô. Nó có thể tạm được coi là cái chuẩn để chúng ta đánh giá rằng là một đồng ở trong cái mảng Oracle, nếu mà nó thành công và bùng nổ giống như cái đồng Linh thì chúng ta nhìn được vào cái mốc là 22 tỷ đô để chúng ta có thể đưa ra kỳ vọng. Đó là kỳ vọng cao nhất rồi, kỳ vọng cao nhất rồi. Đó, thì tiếp đó rồi chúng ta có kỳ vọng cao nhất là 22 tỷ đô đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta nhìn ví dụ như là TRB chẳng hạn, cái đồng thứ hai thị trường hiện tại. Đó, đồng thứ hai của thị trường hiện tại là đồng TRB với cái vốn hóa của nó là 211 triệu tại thời điểm hiện tại. Thì chúng ta làm một cái bài toán đếm cua trong lỗ đúng không? Đếm cua trong lỗ thì bây giờ đếm chính xác hơn một tí này. Thì bây giờ cái đồng TRB này đúng không? Đồng TRB thì bây giờ chúng ta thấy rằng là cái lượng coin mà đang ở trong lưu thông của nó là ví dụ như là 2,5 triệu coin, 2,5 triệu coin. Thì bây giờ chúng ta nhìn kỹ vào trong cái phần unlock chẳng hạn. Ở đây có cái trang gọi là token chống unlock.app. Thì ở đây là cái trang mà mọi người có thể xem. Ở TRB không có rồi. Không có TRB thì chúng ta xem tạm ở đây. Thì ở đây theo thông số của bên CoinMarketCap họ đưa ra ấy, thì total supply của đồng TRB của nó là 2,557 đúng không? 2 triệu 557 nghìn đồng TRB. Thì nó cũng gần gần so với cả cái lượng mà đang lưu thông rồi, gần như là TRB ra hết thị trường rồi đúng không ạ? Thì chúng ta có thể lấy được con số này để chúng ta tính toán. Còn nếu với những cái đồng coin mọi người để ý nhá, là cái total supply nó nhiều hơn rất nhiều so với cả circulating supply thì mọi người phải tính toán lại. Ví dụ như là có một số cái đồng coin nó chỉ cho ra lưu thông có 10% thôi. Có 10% thôi. Thì lúc đó chúng ta không thể lấy cái 10% đấy để mà kỳ vọng cho toàn bộ cái vốn hóa của đồng coin trong cái thời điểm uptrend được. Ví dụ như là trong thời điểm uptrend từ giờ đến năm 2025 chẳng hạn, thì cái đồng coin đấy, cái lượng coin nó ra lưu thông nó đến 30 hoặc là 40% cơ, nghĩa là nó gấp 4 lần hiện tại. Thì chúng ta khi mà kỳ vọng về cái vốn hóa của đồng coin đó, chúng ta phải dùng cái số cao nhất để chúng ta kỳ vọng. Đó. Ví dụ như là TRB mới ra có 10% đúng không? Và cái lịch unlock token của nó đến năm 2025 là unlock khoảng độ được 40% coin. Thì rõ ràng chúng ta sẽ phải tính là gì? Lấy 40% đó để tính. À, tính với cái giá market cap hiện tại là 211 triệu, mà nếu cả 40% đều lưu thông ở trong thị trường thì nó sẽ phải là 800 triệu. 800 triệu. Và chúng ta sẽ phải lấy cái con số 800 triệu đó để chúng ta tính kỳ vọng cho cái thời điểm uptrend mà chúng ta chốt lời là ví dụ cuối năm 2025. Đó. Và với 800 triệu giá là 84 đô thì kỳ vọng nó bằng một nửa Linh chẳng hạn, lên được 10 tỷ đô thì chúng ta x 10 lần. Đó, nôm na là x 10 lần so với giá hiện tại là khoảng độ 840 đô một TRB chẳng hạn. Đó, thì đấy là những cái mà chúng ta tính toán để chúng ta đưa ra một cái kỳ vọng có logic chứ không phải bốc thuốc không. Ví dụ như là chúng ta kỳ vọng rằng là đồng Ripple chẳng hạn, XRP chẳng hạn đó sẽ nhân 10 lần thì nó cực kỳ khó. Bởi vì với XRP đạt đỉnh cao nhất của XRP của năm 2017. Đây mọi người nhìn, XRP đạt đỉnh cao nhất của năm 2017 là cái năm nó đạt đỉnh cao nhất, năm vừa rồi nó không về được cái đỉnh cũ đâu. Đó, thì mọi người nhìn này, có những thời điểm nó lên được tầm 120 tỷ đô. 120 tỷ đô. Thì nếu mọi người kỳ vọng XRP X10 ấy, thì nó lên tận 320 tỷ đô, nghĩa là thậm chí là gấp 3 lần so với cả đỉnh cao nhất của nó năm năm 2017 2018. Đó, thì cái kỳ vọng đấy nó rất là khó xảy ra. Đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta đầu tư thì chúng ta cần xem xét và đưa ra kỳ vọng hợp lý là như vậy. Tùy tùy cái sự lạc quan của mọi người đưa ra kỳ vọng và tùy cái việc mà mọi người nghiên cứu kỹ cái đồng coin đấy như thế nào để mọi người đưa ra kỳ vọng. Đó, thì chúng ta nên có một cái kỳ vọng khi mà đầu tư, nó là như vậy. Đó. Thì mọi người thấy là những cái chia sẻ đúng không? Những cái chia sẻ như vậy thì mọi người sẽ đưa ra được những
cái kế hoạch đầu tư của mình, nó bức tranh đầu tư nó rõ ràng hơn. Đó, chúng ta không mông lung, bởi vì rõ ràng bây giờ chúng ta đang đang có những cái thuận lợi. Cái thời điểm này cũng là thời điểm thuận lợi, những cái thông tin sắp tới cũng đều là những cái thông tin tốt. Đó. Thì bây giờ chính là lúc mà mọi người cần để ngồi lên kế hoạch một cách nghiêm túc cho một cái mùa tới. Đó. Thì đi kèm video này mình có một cái video là 5 cái nguyên tắc để mà đầu tư thành công cho AppChain, thì mọi người cũng nên xem qua video đấy nữa. Đó. Chúng ta dần dần, đúng không ạ, xây dựng cho mình một cái portfolio nó chi tiết, có đủ đầy đủ lý do đầu tư, có đánh giá rủi ro rất là rõ ràng và kỳ vọng của mình cho cái mùa tới ở trong cái portfolio của mình. Thì chúc mọi người có một cái mùa crypto thành công mới, mùa crypto mới rất là thành công, và nhân 5 nhân 10 tài khoản. Cảm ơn mọi người và hẹn mọi người trong những video tiếp theo.